Tôi mới đi 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 gọi là mình đi đi tổng quát về là ông biết tôi bị cái gì không? Bệnh này gọi là thiếu thiếu á. Thiếu đàn bà, thiếu hơi đàn bà. Bà nhà có mà thiếu gì thần nghĩ Ai sao? biết nhiều người Thiếu là thiếu gì phải không? Cái bệnh của nói vậy nè. Thì mà thật sự tôi đang thiếu rất nhiều, thiếu ghê lắm. Cái bác sĩ nó nói là thiếu gì? Thiếu tiền hả? À, thiếu tiền. Đó là tôi Hả? tự nói tôi đi nha, chứ không bác sĩ nào nói đâu. Nó nói là nói chung là bao tử cũng hơi yếu tí xíu thôi, ăn uống thì cho nó điều độ tí, do là làm này việc này nọ là ăn uống nó không có điều độ, đâm ra bao tử nó hơi yếu thôi chứ không bị gì hết trơn á. Mà cái cô kế bên á, bà nhận ra tôi, bà nhận ra tôi mà bà mới hỏi vậy nè. Tại vì bà vô bà khám thì bác sĩ nói là bị gì đó, virus HP. Đúng rồi, virus HP. Bà nhận ra tôi nói à, hình như là con làm chung với anh Lập đúng không? Đúng rồi. Cái bà mới hỏi câu này nè, cô thì bị virus HP rồi, mà bác sĩ thì cho uống cái liệu trình, bác sĩ là nguyên một bịch thuốc này cho bá lửa, thấy bà sách bịch thuốc cho bá lửa vậy đó. Bà mới nói vậy nè, con về con hỏi Lập giùm cô là cái virus HP á, uống thuốc là cô vẫn uống, nhưng mà có cái gì, có bài thuốc nam nào uống kiểu là cho nó duy trì nhanh hơn á, nó tiến bộ đến độ của mà nó hết virus HP nhanh hơn á, không có cách nào mà chia sẻ, để tôi điện nói bà luôn. Vậy thôi, em cũng chia sẻ cho anh với đại đình một cái bài thuốc rất là hay liên quan đến virus HP và những ai đang bị virus HP thì lỡ khám bệnh ra rồi bác sĩ nói thì cứ uống theo lịch trình của bác sĩ và chúng ta đã kèm theo cái này để cho nó hiệu quả hơn. Đó, ok, anh biết là lá mơ lông không? Lá mơ ăn thịt chó. Anh Sao tìm mỗi kiếm lần á. ông cứ nói mà lá mơ là phải ăn thịt chó mới Người được ta ta? kêu lá mơ ăn thịt chó chứ lá mơ ăn cái gì? Cá cá một cá nhỏ 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 biết không? Bắt đầu ông chiên giòn lên, ông quấn chấm mắm mè Có được hả? cực kỳ, hoặc là thịt nướng, thịt luộc chấm mắm mè với lại lá mơ cũng ngon vậy. Tại vì cái dòng lá mơ thịt chó là cái câu quen thuộc mình nói ra là ai cũng biết. Nó dễ hơn. Rồi, lá mơ lông thì anh kiếm giùm cho em tầm 10 lá. Mà sao mà phải kiếm ít vậy? Thì một lần ăn. À, một lần ăn rồi rồi. Một lần ăn là 10 lá. Và anh sắc nhỏ 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 ra và anh lấy trứng gà, có trứng gà ta thì tốt hơn, không có lấy trứng gà công nghiệp cũng được. Rồi anh sẽ trộn chung, đánh lên trộn chung, anh cũng nêm nếm vừa ăn, rồi anh sẽ mang đi chưng cách thủy hoặc là anh chưng trong nồi cơm cũng được tùy anh. Rồi một ngày anh ăn một lần, anh ăn tầm 10 đến 15 bữa anh thấy là bắt đầu có hiệu quả rồi Nghĩa là virus nó sẽ giảm đi từ từ đó. hả? Ăn từ từ Mà cái đó mình phải uống theo lời trình bác sĩ không? có phải uống bác sĩ đưa thuốc uống phải uống bác sĩ chứ sao mà bỏ được. À, là cái đó mình dặn tăng cái độ hiệu quả nó cao hơn đúng không? Đúng rồi, nó hỗ trợ phần nào đó thôi. Nói chung là thuốc nam nó là như vậy, chắc ai cũng biết vấn đề đó. Ông nói nó lại cho rõ hơn. Nếu ai đang bị virus HP thì lấy tầm 10 lá mơ lông sắc nhỏ ra vừa ăn, một quả trứng gà ta hoặc là công nghiệp cũng được, đập vô cái chén khuấy lên nêm nếm sao cho vừa ăn đừng có bặn được, rồi rồi mang đi chưng cách thủy, Chân cách thủy, rồi ngày ăn một lần chân chính luôn. chưng chín á, chưng phải chưng chín À. chứ ăn chưng hồi trứng nó đông lại nó giống như xông xa đó mà. À. Đông lại ngày ăn một lần, buổi sáng trưa tối bữa bữa nào cũng được hết, Cứ ăn lần trong ngày được rồi. ăn lần trong ngày, ăn ngày 10 đến 15 ngày là bắt đầu có hiệu quả rồi đó. Ông kiếm về mà uống theo cái kèm mà toa thuốc bác thầy chỉ nữa. Đúng rồi, và đã gia đình ai làm cái này rồi và cảm thấy hiệu quả thì có thể chia sẻ rộng rãi cho nhiều người cùng biết. Chứ bao tử cái gì virus bao gì virus HP mà ở bao tử người ta gọi là có thể là gây triệu chứng ung thư á, Rất là nguy nghe nghe hiểm. nói vậy Nói đó. chung là mình phát hiện mình chữa trị kịp thời rất là hay hơn, đừng để nó À, đi quá sâu quá nặng không được kịp thời. đúng rồi, chứ bao tử mình lỡ nó bị ung thư cái là xong luôn á. Rồi, ok nha, em chia sẻ mọi người nha. Mọi người ai sử dụng rồi thấy hiệu quả thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Hẹn gặp lại chúng ta cái clip sau.